đồng tiền lùn này, và đồng tiền cao nhà chị nhiều lắm. Thế như đây, các cái màu mà em bảo chọn ra cho em này. Một em bảo là màu vàng chanh này, hai là màu cà rốt này. Để chị xoay camera nhé, cho nó đúng màu sắc cái sao nó lên cái màu không giống với cái màu. Đây, nó không được đẹp như là cái màu ở ngoài. Ra thế nhỉ. Đây là màu vàng chanh này, màu cà rốt này, màu trắng thì chị đang chọn ra hai cây mà đang phân vân quá đây. Cái cây này thì trông nó cây cây hơn. Thế nhưng mà cái cây này nó nhụ nhiều hơn này. Đấy. Thì để tùy em thích lấy cái nào thì đấy. Một màu đỏ này. Và màu hồng cánh sen này. Đấy. Bây giờ hai cây trắng thì thôi cứ tham cái cây đẹp đi em ạ. Hoặc là em lấy cái cây nhiều nụ, bởi vì cái bọn này xong ít nữa nó cũng ra các nụ này này. Đấy. Hay thôi cứ lấy cây nhiều nụ đi. 3 nụ, 4 nụ này. Đấy, em ưng thì chị gửi chính xác mấy cái cây này luôn nhá. Màu sắc thì như thế nhá, để cho em thoải mái nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây hoa đồng tiền lùn ạ, thì vui lòng alo. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Ngoài đồng tiền lùn thì nhà mình còn có cả đồng tiền cao.